Dạ vâng, Bảo Tín xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Hôm nay thì cũng gần Tết rồi và em vừa mới về được một số mẫu dây mạ bạc, dây tín hiệu mạ bạc. Em cũng phải tranh thủ đăng luôn cho mọi người để cho chúng ta đang tìm kiếm những cái mẫu dây có thể là sở hữu cho mình, sắm cho mình, đầu tư cho mình vào những cái bộ dàn nghe nhạc của chúng ta. Trong cái dịp Tết này thì mọi người có thể tham khảo nhanh cái video này của em nhé. Mọi người có thể tham khảo và tí nữa thì em cũng chia sẻ luôn cái tình hình gửi hàng vào cái dịp Tết này cho mọi người để mọi người cũng nắm bắt rõ xem là mình có kịp nhận hàng được hay không nha. Thì em về được cái mẫu dây mà rất lâu rồi mới có này. Đây là dây AV Quest của Anh Quốc. Mọi người có thể xem là lần này về thì dây AV Quest của Anh Quốc thì em chỉ có cái loại là mạ rhodium này thôi nhé. Đầu rắc mạ rhodium thôi nhé. Còn mạ vàng thì em không lấy nữa bởi vì là mạ vàng thì nó rất nhanh bị oxy hóa cái rắc vàng ấy thì nhìn nó rất là xấu. Trông nó không được thẩm mỹ cho lắm nên là em không lấy cái rắc đấy nữa mà em chỉ lấy mạ rhodium thôi. Đấy, con này thì nó là khóa gen. Thì có một cái lưu ý cho mọi người rằng là khi mà chúng ta nhận hàng ấy thì đây, em sẽ test thử luôn. Thì nhiều người chúng ta không để ý này, chúng ta không để ý cứ tưởng thấy là cắm được vào này. Đấy, khi chúng ta khóa gen vào thì chúng ta phải mở cái gen này ra này. Vặn cái gen này mở nới lỏng ra một chút. Sau đó chúng ta cắm vào. Sau khi cắm chặt vào rồi thì chúng ta mới vặn gen lại để cho nó có cái độ ma sát nhé. Vặn tương đối thôi, không cần phải vặn chặt lắm đâu. Vặn tương đối để khi chúng ta mở thì nó đơn giản hơn, nó dễ dàng hơn. Đấy là với khóa gen. Với khóa gen này thì độ tiếp xúc của nó sẽ tốt và nó là mạ rhodium. Dây này thì chắc là mọi người cũng xem được rất nhiều kênh người ta bán rồi. Hoặc là có xem review của em rồi thì con này thì 4 lớp chống nhiễu nhá. AV Quest. Đấy. Dây AV Quest 4 lớp chống nhiễu và đây là dây mới nhá mọi người. Bản này thì là em đang bán với giá là 700.000 đồng. Nếu mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nhé. Đấy, miễn phí vận chuyển. Thì mọi người có thể là đặt hàng để chơi trong cái dịp Tết này. Em vẫn có thể gửi hàng ở các khu vực miền Bắc, miền Nam. Miền Nam thì em chỉ nhận trong tuần này thôi mọi người ạ. Đấy, từ tuần sau thì em sẽ không cam kết với mọi người được là sẽ giao hàng trước Tết cho mọi người. Thứ nhất là do tình hình dịch bệnh Covid nên là có nhiều tuyến giao hàng cũng bị ảnh hưởng. Và cái thứ hai là cái quan trọng nhất là gần Tết rồi thì hàng hóa ách tắc, nên là nếu mọi người có nhu cầu thì mọi người nên tham khảo và mọi người nên mua trong cái tuần này thì em mới có thể cam kết cho mọi người nhận trước Tết được. Còn từ tuần sau trở đi thì em không cam kết được cho mọi người nhé. Đấy, còn đây là dây tín hiệu này, dây tín hiệu này, dây này là dây Citec. Đấy, dây này cũng là một cái dòng dây của Mỹ. Đầu rắc thì em dùng là rắc VKBT. Dây này là dây DIY nhé mọi người. Đấy, mọi người thấy không, DIY nhưng mà cái chất lượng các cái mối hàn rồi là các cái đổ keo rất là đẹp. Dây này thì em đang bán là 750.000 một cặp nha mọi người, 750 một cặp. Dây AV VKBT, đây cũng là dòng mạ bạc. Bởi vì là chủ yếu những ai chơi DAC ấy, thì thường là chúng ta thích cái độ chi tiết. Và những cái dòng dây lõi đầu mạ bạc như thế này thì sẽ đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm rất rất là tốt cho cái độ chi tiết của mình. Còn mọi người nhìn này, em về cả dây tín hiệu audio Meka nhé. Đấy, rất là nhiều đúng không ạ? Em về rất là nhiều dây tín hiệu audio Meka cho mọi người lựa chọn này. Hoặc có thể là dùng dây Canon ra Canon hay là dây Canon ra AV, ba lăng ra AV. Đấy, hoặc là dây ba lăng ra ba lăng thì em cũng có rất nhiều. Chẳng hạn như đây là một bộ đây, em còn một bộ này nữa. Đây là dây em dùng rác balic để làm cho mọi người. Đấy, dùng rác balic. Đây là dây dây tín hiệu XLR của hãng Citec, đầu giáp balic rất là đẹp. Dây này thì có giá là 850.000 nhá. 850.000 nha mọi người. Đấy thì mọi người có thể là tham khảo thử những cái mẫu dây này. Và nó là chủ yếu là những cái dòng dây nó thiên về cái độ chi tiết thôi. Chúng ta sẽ có tiếng nó sáng hơn, đặc trị những cái dòng mọi người chót mua những cái dòng loa cổ rồi. Đấy, có điểm mạnh về lợi bass rồi. Chúng ta cần cải thiện thêm trung chép, cải thiện cái độ chi tiết thì chúng ta có thể đầu tư vào những cái dòng dây này. Đấy là những cái dòng dây thiên sáng. Còn bây giờ em sẽ khui một cái hộp cái hộp audio Meka xem là với dây ba lăng thì nó sẽ đẹp như thế nào nhé. Chúng ta cùng thể xem. Em sẽ bóc cái này ra. Và khi gửi hàng cho mọi người thì em sẽ gửi cả hộp của những cái này, đóng gói bên ngoài hộp thôi. Gửi cả hộp chứ không phải gửi mình dây. Em sẽ gửi cả hộp của nó nhé. Đấy, nó được gói trong một cái hộp có catalog bảo hành của hãng này, có phiếu bảo hành, có thẻ của hãng Audio Meka. Đấy,
Mọi người thấy không? Dây rất là đẹp, đầu rắc này. Con này có cả cục điều hướng, cục chống nhiễu điều hướng nữa này. Thấy chưa? Đấy, rất là xịn sò. Dòng này thì em đang bán là 1.800.000 nhé, có miễn phí vận chuyển. Kích thước dây là dài 1 mét. Đây là dây ba lăng Audio Mecca. Ngoài ra thì em còn ba lăng da RCA hoặc là RCA GAV nữa. Chẳng hạn như đây em có dây, em có GAV cho mọi người xem để em tìm dây RCA này. Ở đây thì em có một bộ RCA này. Đấy. Đây là một bộ dây RCA. Dây này thì đợt này em chỉ về 1 mét thôi. Kích thước 0,5 mét thì em hết rồi nhá. Em chỉ về lại 1 mét thôi. Đấy. Đầu giác thiết kế rất rất là đẹp. Dần này thì co thì người ta dùng là co đen và co đỏ. Co đen và co đỏ. Hãng dùng co đen và co đỏ để làm nổi bật cái dây lên. Đấy, mọi người thấy đẹp chưa? Đầu giác cũng là giác khóa gen, mạ audio. Đấy, giác này thì trông sẽ đẹp hơn cái giác của audio quét một chút. Dây này là dây xịn hơn. Cái kết cấu dây xịn hơn dây dây AV quét rất nhiều. Nên là cái giá của nó cũng sẽ cao hơn. Đấy, cái giá của nó cũng sẽ cao hơn nhé mọi người. Và còn bản XLR cũng sẽ tương tự nhé. Thì dòng này thì với bản dây tín hiệu dây RCA thì em đang bán là 1.300.000. Đấy, miễn phí vận chuyển. Còn bản Canon ra Canon thì là 1.800.000. Còn bản Canon ra AV thì là 1.500.000 nha mọi người. Đấy thì mọi người có thể tham khảo cái mức giá đấy để chọn cho mình. Đấy là những cái mẫu dây mà em muốn gửi đến mọi người. Còn nếu mà mọi người muốn biết cái thông tin đặt hàng và đặt hàng như thế nào thì mọi người cứ gọi điện thẳng cho em nhé. Thì cái tình hình em sẽ tùy căn vào cái tình hình như thế nào thì em cũng sẽ báo luôn với mọi người. Đấy, thì mọi người có thể tham khảo video này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn.